khiến cho chúng sinh được thanh tịnh. Nếu có các chúng sinh nghe danh và thấy thân đều được công đức lợi thành tựu đạo Bồ Đề, nếu có các chúng sinh nghe được danh hiệu của Ngài và thấy được thân Ngài, thì họ đều được công đức và lợi ích mà thành tựu đạo Bồ Đề. Nhiều kiếp ở cõi ác mới được thấy nghe Ngài, cũng nên hoan hỷ thọ để diệt trừ phiền não. Những chúng sinh đó nhiều kiếp trôi nổi ở trong ba đường ác, sau đó mới được thấy nghe Ngài mà thoát khỏi thống khổ đường ác. Ngài nên hoan hỷ tiếp thọ sự cầu nguyện của chúng sinh để diệt trừ phiền não của chúng sinh. Kiếp nhiều bụi ngàn cõi, chen chút công đức Ngài, kiếp số có thể hết, công đức không hết được. Dù trải qua số kiếp nhiều như hạt bụi ngàn cõi Phật để chen chút công đức, Ngài nhỏ bằng chừng một sợi lông cũng khen ngợi không hết được. Kiếp số có thể hết, nhưng công đức của Ngài không thể nào hết được. Bấy giờ thiện tài đồng tử nói kẻ đó rồi, đảnh lễ vị chủ dạ thần, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử nói kệ đó rồi, bèn đảnh lễ vị chủ dạ thần, rồi đi nhiễu vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng thiện trí thức. Sau đó từ từ mà đi về hướng nam tìm cầu vị thiện trí thức khác.